Thưa quý vị, Việt Nam có khoảng 2.000 làng nghề đã hình thành và phát triển gắn với lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong vòng xoáy công nghiệp hóa thì không ít làng nghề đã và đang phải đối mặt với nguy cơ biến mất. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự thay đổi của nhu cầu xã hội, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi khâu quảng bá, bán sản phẩm của các làng nghề lại còn nhiều yếu kém. Bên cạnh đó thì có một thực tế là các hộ gia đình ở làng nghề đang không tìm được người nối nghiệp để truyền nghề. Ông Hiên là nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh dân gian Hàng Trống. Dòng tranh đã từng có giai đoạn phát triển rực rỡ vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Những khó khăn bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 1970. Ngày xưa thì nó Hà Nội này thì nó có nhiều cái nhà làm tranh. Nhưng mà gia đình tôi thì là cũng là một cái người mà lắm về cái số phần trăm lớn của cái dòng tranh này, chứ còn nhiều nhà cũng nhiều loại tranh nhưng mà con cháu họ chắc không theo được, mà có thể là họ kiếm được cái công việc khác, vị trí của họ tốt hơn, người ta họ không làm. Còn những người làm mà tôi được biết thì làm tranh thì là cũng cứ già rồi là cũng khuất dần, chẳng còn ai cả. Bên họ hàng nhà tôi thì trước không chú và bác thì là cũng nhiều cũng đông ấy. Chứ bây giờ thì còn lại mình tôi cộng cả con trai tôi thì làm cái tranh trống này nó lại khác với lại các cái dòng tranh dân gian khác, là bút pháp nhiều, là thủ công nhiều, sử dụng bút lông nhiều, chẳng có cái gì áp dụng cho các cái mà bảo làm nhanh lên để cho nó năng suất lên, nó nhiều bản lên. Cái gì nó phải có thời gian thì mới vẽ xong được cái tranh. Thiếu người kế nghiệp không chỉ là câu chuyện riêng của tranh Hàng Trống. Trong vòng xoáy công nghiệp hóa, nhiều bạn trẻ chọn con đường đi xuất khẩu lao động hoặc làm ở các khu công nghiệp thay vì làm nghề truyền thống của gia đình. Trong khi đó, đầu ra cho sản phẩm hạn chế, sản phẩm làng nghề chưa cạnh tranh được với các sản phẩm sản xuất công nghiệp. Thực trạng của làng nghề Việt Nam chúng ta hiện nay thì có nhiều khó khăn nhưng mà cũng có nhiều thuận lợi, cũng là lúc thăng lúc trầm. Ví dụ như có những giai đoạn thì nó có thị trường nhưng mà lại thiếu nguyên liệu. Có giai đoạn thì có thị trường nhưng mà nó lại thiếu lao động, gọi là nó thiếu vốn, thiếu đầu tư. Lượng lao động trẻ nông thôn hiện nay là rất lớn. Những người già thì người ta có những cái công nghệ cũ, có những cái bí quyết và họ là cái linh hồn của làng nghề. Đấy. Nhưng mà để mà làng nghề phát triển thì cái lực lượng trẻ lại là nòng cốt. Vấn đề là làm sao truyền cái nhiệt huyết vào cho người trẻ thì nó là cả một quá trình lâu dài. Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp thủ đô, còn nhiều làng nghề có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hệ thống hạ tầng chưa đạt yêu cầu, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng, thiếu lao động bài bản qua đào tạo, chất lượng sản phẩm chưa cao và thiếu các khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trước những khó khăn mà các làng nghề phải đối mặt, thì những hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm đã được chú trọng trong các đề án bảo tồn và phát triển làng nghề gần đây. Nhiều sự kiện văn hóa cũng đã được tổ chức gắn với mục tiêu này, như là lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại Hà Nội 2020, Festival nghề truyền thống Huế, Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam 2020 hay triển lãm làng nghề phố nghề Thăng Long. Triển lãm phố cổ Hà Nội, dấu tích làng nghề xưa được tổ chức vào giữa tháng 12 năm ngoái. Thông qua triển lãm, công chúng có cái nhìn rõ hơn về nguồn gốc, giá trị của các phố nghề truyền thống Hà Nội ra đời từ thế kỷ 17-18. Hay trước đó, tại Trung tâm Lưu giữ Quốc gia 1, triển lãm làng nghề phố nghề Thăng Long Hà Nội cũng đã thu hút đông đảo công chúng tham quan với 130 tài liệu lần đầu tiên được công bố về việc hình thành những làng nghề, phố chuyên các ngành nghề thủ công buôn bán, đưa sản phẩm ra đấu giá quốc tế từ rất sớm. Tất cả được tái hiện trong không gian triển lãm đặc biệt. Triển lãm lần này có một cái sự đặc biệt, đấy là tài liệu lưu trữ được trưng bày trên chính các cái sản phẩm thủ công mà do những người thợ thủ công từ các làng nghề đến. Cái đặc biệt của triển lãm này nữa, đấy chính là khu vực mà mây tre đan ấy là thể hiện được 21 lối đan. Và ở cái khu vực của phần đấu xảo ấy, mỗi một cái vách đấy là có các cái con số, mà mỗi một số là một cái lối thêu, tổng cả là 10 lối thêu. Không dừng ở đó, việc tổ chức không gian văn hóa với sự tham gia trình diễn, thực hành làm các sản phẩm làng nghề của các nghệ nhân trong khuôn khổ lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại tại tượng đài Lý Thái Tổ vừa qua
cũng đã giới thiệu tới người dân và du khách những nét đổi mới trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống, cũng như phát huy giá trị làng nghề trong đời sống đương đại. Từ đó, giúp quảng bá sản phẩm truyền thống, đẩy mạnh hoạt động du lịch làng nghề. Những cái hoạt động triển lãm này, rồi là hội chợ này, rồi là những cái seminar giới thiệu các cái sản phẩm làng nghề vân vân ấy, thì nó là một cái hình thức để quảng bá. Cái câu chuyện này nó đã được nhà nước quan tâm và nó đã vào chính sách của nhà nước. Ví dụ như trong cái chương trình khuyến công của Bộ Công Thương hay là chương trình nông thôn mới, trong đó có cái chương trình là mỗi xã một sản phẩm. Thế nếu như mà ta tăng cường các cái hội chợ triển lãm thì công tác về bảo vệ cái bản quyền, rồi nhãn hiệu hàng hóa, rồi là cái bản quyền của cái người thiết kế mẫu mã là rất là quan trọng. Thời gian gần đây, bản thân nhiều làng nghề cũng đã tự tìm ra các hướng đi cho mình thông qua việc đổi mới sản xuất, quảng bá, đăng ký thương hiệu, thành lập các mô hình giới thiệu sản phẩm, nghệ nhân trình diễn để thu hút khách du lịch và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng tầm giá trị làng nghề. Những năm gần đây thì cái việc mà quan tâm đến thương hiệu, quan tâm đến việc quảng bá sản phẩm thì được người Bát Tràng, các doanh nghiệp của Bát Tràng rất là quan tâm. Đến cái việc phát triển thương hiệu cũng như quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm cũng như là quảng bá hình ảnh của nghệ nhân đến với khách trong nước và quốc tế. Và qua cái việc mà đẩy mạnh cái phát triển về thương hiệu, quảng bá như vậy thì những năm gần đây thì sản phẩm của Bát Tràng có sự phát triển một cách vượt bậc. Có nghĩa là tự những người nghệ nhân, tự những người sản xuất, người ta có cái điều kiện, người ta ganh đua trong cái việc sản xuất cũng như là cái việc ganh đua trong cái việc phát triển sản phẩm để mà đáp ứng các cái nhu cầu của thị trường. Khác với các hướng quảng bá, giới thiệu truyền thống, nhiều bạn trẻ đã khai thác tinh hoa làng nghề Việt theo những cách rất riêng như là số hóa di sản, phục dựng và tìm tòi những hình thức thể hiện mới với các dự án như dệt nên triều đại, vẽ về hát bội hay họa sắc Việt. Sự sáng tạo nhiệt huyết của người trẻ đã giúp nhiều loại hình văn hóa độc đáo của dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tiếp cận gần hơn nữa với đại đa số công chúng. Và sau đây thì xin mời quý vị gặp gỡ nhóm S-Drive, nhóm các bạn trẻ đã đưa họa tiết của tranh đồng hồ, tranh hàng chống và các sản phẩm đời thường bằng công nghệ hiện đại. Sẽ bắt đầu vào phần 1 của chương trình. Buổi tọa đàm, những điều xưa cũ mới mẻ mùa 2, mùa lễ hội do nhóm S-River tổ chức chiều 9 tháng 1 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội, với mục đích chia sẻ hành trình 6 năm nghiên cứu quy trình thiết kế ứng dụng, họa tiết truyền thống lên thiết kế đương đại, câu chuyện tạo nên thương hiệu và sản phẩm Việt, thu hút các bạn trẻ yêu thích các yếu tố nghề truyền thống và mong muốn ứng dụng vào các thiết kế đương đại tham gia. Khi đưa những họa tiết truyền thống vào thiết kế hiện đại, chúng tôi chọn tranh hàng chống và tranh đồng hồ bởi vì các dòng tranh này thì cái tiềm năng ứng dụng rất là cao, bởi vì tranh rất là đẹp và màu sắc rất là hiện đại. Mà thực sự là cái tiềm năng ứng dụng mà khi mà chúng tôi ứng dụng thì các bạn có thể là khi mà xem triển lãm, các bạn có thể là tận mắt chứng kiến các sản phẩm đều rất là hiện đại, rất là bắt mắt và mang một cái bản sắc của Việt Nam rất là rõ nét. Các họa tiết như mây, gió, sóng, hoa văn truyền thống của dòng tranh dân gian đồng hồ, hàng trống được nhóm S-River mã hóa thành các mã màu, đưa về dạng vector, đồ họa trên phần mềm 3D để thiết kế các sản phẩm ứng dụng trong đời sống hiện đại. Tất cả được tập hợp trong cuốn sách Họa sắc Việt, cuốn sách được giới thiết kế đánh giá cao. Ra mắt từ năm 2017, trải qua 3 năm ứng dụng họa tiết truyền thống lên thiết kế đương đại, S-River cùng với các doanh nghiệp đã tạo ra rất nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, sử dụng họa tiết truyền thống như nhãn chai rượu sông Cái, dòng rượu Green của núi rừng được lấy cảm hứng từ bức tranh bà mẫu thượng ngàn của dòng tranh dân gian hàng trống. Bộ lịch năm 2021, màu sắc rộn ràng, ấm áp với họa tiết dân gian Việt, con trâu và hoa sen, hoa cúc và cá chép truyền thống, sản phẩm mật ong bạc hà của cao nguyên đá Đồng Văn. Bộ sưu tập quốc mây phiêu diêu lấy cảm hứng từ họa tiết mây của tranh hàng trống. Xét quả bội thu lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng trong dòng tranh thế sự của hàng trống canh nông Vi Bàn là những sản phẩm kết hợp sản xuất giữa nhóm S-River với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tiêu dùng trên thị trường.
AskRiver là một cái công ty mà đã nghiên cứu rất sâu về cái cách để ứng dụng một số nghệ thuật truyền thống của Việt Nam vào ứng dụng hiện đại, ví dụ là hàng trống. Thì vì thế là mình chọn AskRiver để đưa cái cốt lõi vào cái bao bì của công ty. Thì với công chúng phản hồi rất là tốt từ khách trong nước và khách ở bên nước ngoài. Việc ứng dụng các họa tiết truyền thống của tranh hàng trống, đồng hồ không chỉ lưu giữ truyền thống mà còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người, đặc biệt là người lao động khuyết tật. Dự án Vuon R với việc đưa thiết kế đầu rồng lên túi lụa đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động khuyết tật. Chúng tôi với một cái mục tiêu ấy là người khuyết tật làm ra những cái sản phẩm mà nó không khuyết tật để cạnh tranh được. Thì cái dự án của chúng tôi là hướng đến nhóm các đối tượng người khuyết tật còn khả năng lao động. Và chúng tôi phát triển những cái sản phẩm mang tính một cái công năng sử dụng vừa mang tính nghệ thuật. Và qua cái sản phẩm đó để kể những câu chuyện về văn hóa dân gian, về sản phẩm làng nghề và trong đó có cả vấn đề bảo vệ môi trường nữa. Những sản phẩm thiết kế mang phong cách Việt của ngành thiết kế đã góp sức vào hành trình tạo dựng, lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đất nước thông qua những sản phẩm có chất lượng, từ sản phẩm đến bao bì và hình ảnh thương hiệu Việt. Bên cạnh việc bảo tồn, lưu giữ nguyên vẹn những giá trị của các làng nghề truyền thống nói chung và tinh hoa mỹ thuật Việt Nam nói riêng, ta cũng cần sự biến đổi để phù hợp với thời cuộc, tiếp cận người tiêu dùng trẻ từ những chi tiết nhỏ. Bằng sự sáng tạo dồi dào của những người trẻ, chúng ta không chỉ tiếp tục duy trì mà còn phát triển những gì cha ông để lại.